Hello, xin chào em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Trader Fun. Thì hôm nay á, mình sẽ lại cùng anh em tiếp tục recap những cái lệnh mà mình đã giao dịch ngày hôm qua, phiên thứ 3 của trong tuần này. Thì anh em thì vẫn như thường lệ, đó là mình trước khi vào mỗi phiên giao dịch ý, thì lúc 12 giờ hàng ngày mình có live stream và share cho em những cái plan, những cái nhận định xu hướng của các cặp tiền, những chỉ số hàng hóa mà anh em cũng đang quan tâm, đúng không? Thì mình như hôm qua ấy, thì cái cặp EU này mình có share cho anh em những cái plan khả thi có thể xảy ra trong cái phiên scalping chiều qua. Đó là đây em thấy này, thì hôm qua lúc 12 giờ mình có share cho anh em, đúng không? Thì ngay sau khi cái thằng EU nhá, nó đang là một nhịp sóng một chốc là chiều từ tăng thành giảm này, đúng không? Thì nhịp pullback về này, nó lấy được cái instrument này, nó confirm cái đáy bây giờ lâu bên dưới này, đồng ý không anh em? Ok rồi, thì đây là cái phiên hôm thứ hai, và sau đó nó đi lên tới đây này, nó phá qua cái digit PY này, đúng không? Và tiếp tục có khả năng nó sẽ, một là nó sẽ tiếp tục nó tăng lên đây, nó mitigate những cái vùng cái đỉnh phiên London chiều hôm qua này, hoặc cái chỗ này nó sẽ là cái vùng thanh khoản cho cái vùng PY extreme ở bên trên em nhá. Thì hôm qua mình cũng có vẽ cho em những cái plan này rồi, thì anh em có thể là lưu ý là có thể ấy được em nhá. Ok, thì ở đây một là cái plan này nó có thể lên tới đây là mitigate, đúng không? Những cái vùng này có setup anh em bán xuống, hoặc lên tới đây anh em bán xuống trong vùng PY extreme, đúng không? Bán xuống theo chiều protrend. Đây protrend lúc này đang là xuống bearish, xuống giảm mà, đúng không em? Nó chốc là chiều từ tăng thành giảm rồi, sau khi chốc vào đây bây giờ lâu để cho anh em. Ok này, rồi thì đấy là một cái plan nhá. Còn plan thứ hai ấy, đó là mình bảo xu hướng nó đang giảm và lấy được instrument rồi, thì nó có thể là sập xuống luôn theo chiều protrend này nhá, và không cần quyết kết gì cả được anh em. Và target maximum đánh vẫn đánh bây giờ lâu này M15 được anh em. Ok, và plan thứ ba đó là mình bảo đặt cảnh báo ở cái đỉnh phiên A này, nếu về đây nó có setup nó sweep cái đỉnh phiên A này thì anh em phải bán xuống được anh em. Và tương tự vẫn target đến đây, cái điểm này là điểm maximum để anh em có thể TP được, đúng không anh em? Thì mấy cái plan này mình bảo vào phiên London plan là kích hoạt, thì anh em chơi theo plan đấy. Ok anh em nhá. Rồi thì đây mình vào bên lúc này chỉ đợi giá vào phiên London xem phản ứng như nào thì mình chơi tiếp em nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho nến chạy nhá. Bây giờ đang là phiên Á, đúng không? Ok này, đến 15 giờ đi, đây 15 giờ rồi cho nến chạy xem phản ứng tiếp theo là gì nhá. Đó, 15 giờ vào phiên London rồi, đúng không anh em? Thì lên tới đây lại đóng, có hiện tượng đóng nến qua phiên Á, thì cái plan mà sweep đỉnh phiên Á thì fail, đúng không? Thì bỏ qua đi anh em nhá. Rồi, và plan nó sập xuống luôn cũng khả năng fail, và plan có thể nó đi tăng lên, nó mitigate một cái đỉnh này, hai cái đỉnh cái liquidity này, hoặc ba có thể là về hẳn cái PY extreme. Nó mitigate thì mình có những cái phản ứng này mình sẽ bán xuống nếu có setup. Đồng ý không anh em? Ok này, thì cho nến chạy nhá. Đó anh em đi này, nó lên tới đây. Cái lúc này là 16 giờ 15 này, nên tới là sweep cái đỉnh season phiên London này, đúng không? Khi mà giá nó sweep cái đỉnh season phiên London này, đúng không, thì mình có thể xuống M1 mình xem có setup hay không, đúng không? Thì đây mình sẽ back lại một chút cái cây nến này ngay sau khi cây nến nó sweep thôi, để mình xuống M1 phân tích cho anh em có thể rõ hơn nhá. Ok này, ok xuống M1 này, thì em để ý này, phân tích qua của chung M1 em nhá. Em thấy này, cái chỗ này nó lấy được cái instrument nha, M1 này, đúng không? Và sau đó nó thực hiện hành vi BS lên, đúng không em? Ok, và xuống M1 lúc này đó là một con sóng bullish xuống tăng xuống bây giờ, để cho anh em đồng ý không? Ok, còn sau khi lên tới đây nó sweep cái đỉnh season phiên London này, thì M15 nó phát ra tín hiệu có khả năng đảo chiều, đúng không? Thì xuống tới đây, em để đây này, xuống tới đây nó quét qua cái đáy này, thì ở đây chính là, mình tính ở đây là chính là chốc em nhá, cho anh em. Ok rồi, và lúc này sau khi nó biết thì cái major low M1 nó đang ở dưới đây này em nhá, và sau khi nó lấy được cái instrument chưa, cái chỗ quan trọng này, thì cái nó confirm cái major 2 của M1 đang ở bên trên đây, đúng không anh em? Ok, và lúc này cái trên nguyên của M1 nó trong khoảng này, và xu hướng M1 nó là bullish xuống tăng xuống chính nhá. Còn nó sweep cái đỉnh này, nó phát ra cái tín hiệu đảo chiều, thì mình đánh theo cái cấu trúc internal của nó, mình share được cho anh em. Ok này,
Rồi nha. Thì lúc này này, sau khi nó chốc này thì cái instrument hiện tại của chúng ta ở đâu? Nó đang ở đây này. Của trục internal nha. Ok, và lúc này nếu giá lên đây nó mitigate instrument này thì có thể mình share cái vùng BOI ở bên trên này, mình bá xuống theo chiều Protrend. Đồng ý không? Tại vì sao? Protrend lúc này M15 này nó đang làm con sóng giả với anh em nhá. Đây. Quan trọng nhất mình phân tích cho em đầu video rồi. Đó là xu hướng của nó đang là một dòng tăng này, nó chụp đảo chiều qua đây bây giờ lâu rồi đúng không? Con phone được đảo chiều từ tăng thành giả và nó đã pullback về, nó lấy được cái instrument. Đúng không anh em? Và confirm cái đấy bây giờ lâu M15 bây giờ này. Thì sau đó nó phá qua cái DCPY này và tiếp tục nó tăng lên. Đúng không anh em? Thì cái chỗ này mình đủ điều kiện mình bán xuống rồi, nhưng cái chỗ này này, sau khi nó sweep cái đỉnh season phiên London này, có setup chỗ này nó là sốt 50-50. Tại sao? Vì cái cấu trúc internal nó vẫn là con sóng tăng này đúng không? Thì rất có thể nó vẫn có thể tăng tiếp lên đây, nó lấy cái vùng liquidity bên này học, thậm chí nó về hẳn nó mới tiếp cái vùng PY extreme ở bên trên này. Đấy em nhá, thì mình bảo rồi chỗ này enter 50-50 được chưa anh em? Thì chỗ này setup là đủ rồi, đúng đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn rồi. Em nhá. Ok, nhưng có điều là xác suất nó không cao bằng hai cái vùng ở bên trên đấy thôi. Được chưa anh em? Ok rồi. Thì xuống M1 mình cứ có setup thì mình enter thôi, còn việc còn lại là do market nó làm việc. Được chưa anh em? Đồng ý không? Ok. Và trường hợp bây giờ có thể là nó lại tiếp tục nó sập xuống, nó không biết cái instrument nó sập xuống, nó build instrument mới ra đúng không? Thì mình để cho phản ứng giá tiếp theo là gì nhá. Ok này, nó đã mitigate anh em nhá, nó mitigate đúng không anh em? Ok, về mình có thể xem một chim bay ở bên trên này được chưa anh em? Đồng ý không? Hoặc nếu ở cái vùng instrument này nó có setup thì mình có thể bán được xuống được luôn em nhá. Ok, thì sang phản ứng giá tiếp theo là gì? Đó, thì em thấy thế này, sau khi chỗ này nó đồng nến qua thì thiện BUS ở đây chỗ này. Thì vào chỗ này nó không setup thì thôi mình không enter, được chưa anh em? Và sau khi BUS thì cái edition mới của chúng ta hiện tại nó đang ở đây anh em nhá. Ok này, rồi. Và anh có thể ý này, ngay sau khi cái nến này đồng nến xuống bên dưới thì nó sẽ chuyển dịch cái instrument, nó chuyển dịch xuống tới đây rồi anh em nhá. Ok, được chưa? Sau khi BUS này và nó xuống tới đây, nó build edition mới chỗ này thì nó lập tức nó về nó mitigate luôn em nhá. Ok, thì tiếp theo phần tiếp theo là gì? Đó, anh đến này, sau đó nó đóng lên tạo đỉnh đúng không? Thì mình có entry ở đây một lệnh tại cái đến này và SL là trên đây 2.5 pip, target 3R em nhá. Ok, và xem phần giá tiếp theo nha. Giá lên khớp lệnh của mình này. Ok này, và em thấy gì này, xuống tới đây mình có thể quản lý lại em nhá. Ok, khi nó xuống tới đây này quản lý lại, nhưng cái điểm này hai điểm này gần nhau thì có thể là em cắt 0.5% volume và em vẫn giữ SL, hoặc em vượt dịch SL với entry, đấy là tùy từng người em nhá. Ok, thì xem phần giá tiếp theo nhá. Đó, thì cái lệnh này này mình cắt cái lệnh này hôm qua nha, mình cắt 0.25% volume thôi anh em nhá, và mình giữ nguyên, vẫn giữ nguyên SL tại vì hai cái điểm này nó gần nhau quá nên là mình sợ nó về nó đá FBE theo kiểu này, mình rời về phát thì nó về đây nó đá FBE mình rồi đúng không anh em? Thì tiếp theo mình cho phần giá nhá, và sau đó nhá mình đợi nó về đến đây nó phá cái đáy này này thì lúc này mình mới rời SL với entry để cho anh em. Ok rồi, thì anh em xem phần giá tiếp theo là gì nhá. Đó, và nó quay lên, nó đá hòa vốn của mình. Được anh em? Ok. Thì cái lệnh này nếu mà không rời SL với entry thì mình nói chung là tóm lại, nếu mà anh em vào theo cái kiểu là cái hai điểm quản lý vốn, cả quản lý lệnh nó gần, điểm entry và điểm quản lý lệnh gần nhau này này, thì nó có cái suất nó về nó mitigate lại mà, thì nó cao hơn thì anh em cứ cắt một chút, gọi là 0.5% volume này thôi, và đừng rời SL với entry. Được anh em? Và phải đợi nó giá, nó BUS qua cái đáy tiếp theo này, sau khi nó mitigate đúng không? BUS số tiếp này, chỗ này này, dưới này, bên dưới đây thành VBS này. Đấy, VBS sau là đợi nó vòng về nó lấy cái instrument mới hiện tại nó chuyển dịch ra đây này. Em nhá, đó, và nó phá xuống tiếp thì đến cái đáy này này, cái đáy tiếp theo sau khi nó VBS tiếp theo này thì em hãng rời SL với entry em nhá. Đó, thì đấy là cái cách mà em quản lý lệnh. Được chưa anh em? Ok, thì cái lệnh này sau khi nó boss cái đáy lần thứ hai này thì bắt đầu cái boss đáy lần thứ nhất thì mình cắt 0.5% volume. Nếu mà nó gần nhau này đúng không?
con boss cái đáy lần thứ hai này thì mình về đây mình mới rời SLVNG thì đảm bảo risk free hay gọi là break even. Được chưa anh em? Ok rồi, thì cái lệnh này nó chạy được khoảng tầm 2.28R thì nó hit BA của mình thì không vấn đề gì cả anh em nhá. Rồi thì quay lại M15 đi, và sau đó cái lệnh này thì mình cũng cho nó chạy tiếp xem phần giá tiếp theo gì, và sau đó nó sập xuống đúng không anh em. Rồi và đến cái lúc giờ giao phiên này, chuẩn bị vào phiên London, nó có tin hay là thế nào nó ra ấy, thì em để ý này, về đây cái vùng liquidity này mình thấy có phản ứng luôn đúng không. Đó thì có thể là ngay sau khi nó quét cái liquidity này, anh em thể xuống M1 anh em share tiếp như cái lệnh này được cho anh em, và xuống M1 share tiếp xem phản ứng giá như nào nha. Ok rồi, và cái anh em để ý này, cái xu hướng M1 mình phân tích cho anh em đúng không, xu hướng nó vẫn là xu hướng tăng này đúng không anh em, và sau khi nó bull back về nó lấy đủ tịch khoản cho này rồi thì nó tăng lên tiếp, nó BUS qua cái đỉnh này đúng không, phá qua major high này thì chỗ này thì nó chính thức là BUS. Ok chưa anh em, và lúc này cái major low của chúng ta đã chuyển dịch tới đây rồi này, đúng không. Ok, và lúc này ngay sau khi nó sweep cái liquidity của khung M15 này này, anh em thể thấy nó sweep đúng không, đây nó sweep trên đây thì anh em xuống M1 này, chỗ này nếu mà muốn chốc muốn bán xuống thì chốc của chúng ta nó bên dưới đây này, này. Em nhá, đúng không, anh em phải đợi một cái nhịp nó vòng về đây, nó chốc đảo chiều và nó build lên summon thì anh em có thể bán xuống được theo chiều pro trend M15, còn không thì cái plan nó vẫn có thể nó tăng lên tiếp tại vì M1 nó vẫn đang tăng khỏe này mà, được chưa anh em. Ok thì xem phần giá nhá, đây em đi này, M1 này xem có mitigate nó chốc mình không nhá. Đấy, cả phiên London, à phiên New York tuần qua nó chạy này. Đây, và sau đó nó không mitigate nữa và nó lại phá tiếp cái đỉnh này đi lên. Thì lúc này, cái phần chốc của mình ấy, nó chuyển gì này đâu, chuyển đến đây này. Đồng ý không? Và mình lại đợi, nếu quay lại 15 đi, nếu nó lên qua rồi thì thôi. Đây, em để ý này. Cái chỗ này này, nó không sweep dâu nữa mà nó thẳng đến qua rồi thì khả năng nó sẽ về đến vùng POI ở Extreme này, nó có phản ứng. Em nhá, nó có phản ứng thì mình có thể setup xe xuống M1 mình bán xuống được, được chưa anh em, còn không thì thôi, được chưa anh em. Rồi thì em xem bảng giá tiếp theo là gì nhá, và đến đêm nó tóm lại là hôm qua cái phiên New York nó chạy như này thì mình không có lệnh em nhá. Ok, nếu đánh theo cấu trúc M1 thì em để ý này, đánh theo cấu trúc M1 thì nó xuống đây nó không chốc lại phá tinh đỉnh liên tiếp đúng không, thì lên tới đây này nó mới là chốc, chốc chỗ này em để quay chỗ lại chỗ này này, chốc chỗ này là không là gì đâu cả đâu em nhá, chốc chỗ này là tương đương với cả cái indexman của M1 được cho anh em, indexman của M1 này đúng rồi, cái major low lúc này M1 nó vẫn đang dưới đây này, còn major 2 sau khi nó chốc thì nó confirm cái major 2 của M1 ở trên đây này em nhá. Còn có thể ở đây này nó chạm vùng này, nó gọi là cả một vùng order flow của M15 này thì ok, chấp nhận chỗ này chốc được em nhá, chốc chỗ này, và bên trên đây gọi là một cái vùng order block chưa mitigate, gọi là vùng refinement của vùng order flow này, được chưa anh em, thì chạm vào vùng này cũng có thể setup bán xuống được rồi em nhá. Nhưng em phải để ý này, cái chỗ này này ngay sau khi đến nó chốc này xong đến gần 12 giờ rồi thì thôi mình cũng không canh, mình không đi ngủ được, à không không vào lệnh được, mình đi ngủ anh em nhá. Thì tóm lại là ngày hôm qua ấy thì vào mỗi một lệnh phiên London này có setup khi nó sweep cái đỉnh season phiên London này ngày hôm trước rồi này thì bè thôi anh em nhá. Còn hôm qua cả cái phiên Mỹ hôm qua nó chạy như này thì không có lệnh anh em, mà nó chạy thẳng đứng như này em nhá, không có setup gì cả, được chưa anh em. Còn nếu mà giả dụ cái này vào cái này nó có chốc chỗ này đúng không, thì anh em lại để ý này, sau khi nó chốc chỗ này thì đây chính là cái indexman của nó này đúng không anh em, và có cái nó lên là sweep instrument và nó sập xuống thì anh em có thể enter được một lệnh như này, anh em bán xuống đấy, đặt SL trên đây đúng không, 3 pip thôi và đấy 3R như mình trả, hoặc target maximum được cái đấy major low này, 3R thì TB rồi đúng không này, đúng không, còn target maximum được cái đấy major low 15 này bên dưới này thì đấy nó đang nằm tít bên dưới này, tại vì M15 nó pro chain nó vẫn đang xuống giảm, được cho anh em, thì có thể target thẳng xuống đây khoảng tầm 29.77 giờ nếu nó TB, được cho anh em, còn không TB thì thôi
anh em nhá. Ok, thì đấy là cái lệnh ngày hôm qua. Còn tóm lại hôm qua đến lúc nên là chạm qua Flow và nó chốc lại phát lửa, thì chỗ này đi ngủ em nhá. Và lạnh, Hà Nội lạnh lắm em ạ, đi ngủ sớm mệt. Ok, thì đây là tất tần tật những cái lệnh mà mình đã vào ngày hôm qua, đồng ý không anh em? Rồi, ok, chào anh em nhá.